Rồi và đây là cái mẫu tripod mới nhất từ Spotlight nha. Đây là cái mẫu Flexible Vlog Tripod VK29 nha. Thì đây là cái bản full. Nó sẽ gồm một cái tripod bằng tuột nè. Đó, thiết kế là nhựa ABS hết, chân là vỏ, chân này là bọc silicon, ở trong là lõi lõi hợp kim nhôm rất là chắc và nó bọc silicon luôn. Bạn có điều chỉnh kích thước được luôn. Đi kèm nó sẽ là một cái kẹp điện thoại nha. Của Smallrig luôn để điều chỉnh điện thoại là phải kẹp ở đây những cái mẫu điện thoại. Và tiếp đó là một cái remote đó để bật tắt cái quay từ xa, nó sẽ kết nối Bluetooth với cái điện thoại nha, chỉ dùng cái điện thoại thôi, không dùng con rồi đâu đó. Này bạn đầu óc thì 14 gắn máy ảnh hoặc là gắn kẹp điện thoại, còn GoPro thì mình sẽ tặng kèm thêm cái màu gắn này luôn, bạn sẽ gắn GoPro luôn đó, rất là tiện lợi nha. Cầm như vậy bóp cái chân vào điện thoại, tại mình đang cầm điện thoại nên nó hơi khó đó, cầm lại luôn rất là tiện nha. Đi chơi rồi mình bỏ ba lô vlog rồi đi chơi xa du lịch rồi thoải mái đó, thể kẹp móc vào nhiều vị trí nó xòe lên để bàn rất là chắc luôn. Cái này là bao đổ luôn, không có sợ đổ đâu, bao đổ luôn đó, chân mà cho nó xòe ra theo ý bạn rồi ok đó. Còn thêm cái ball head cái đây nữa, nó xoay rồi điều chỉnh rồi đầy đủ các hướng luôn, cực kỳ tiện luôn mà chắc chắn.